Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming. Và ở video này Khả sẽ tiếp tục sau đồ của cao thủ top server và cũng là một trong những cao thủ top tống kim thời hiện tại bây giờ nha anh em ơi. Hôm qua em kia thì ổng có đánh nhưng mà có vẻ như là trong thời gian vừa này thì có vẻ như mì cây và đánh quyền hơi bị đuối. Khả thấy hơi bị tụt top trong những 2-3 ngày vừa qua. Và ở trong những cách đây khoảng hơn một tuần trước thì ông này luôn luôn trên top của Khải. Một top. Khải nhớ không lầm là ông này đa số là top 3 và Khải nằm top 4 khá là nhiều. Và ông mì cây và đánh quyền này hôm nay Khải cũng đã nói chuyện rồi. Và bây giờ thì Khải cũng show đồ cho anh em xem. Và gần trở lại đây khoảng 2-3 ngày trở lại đây từ khi video này vừa up lên thì anh em có xem lại những trận tống kim từ kênh YouTube của Khải vào 21 giờ hàng đêm. Thì trở lại đây thì đa số là bà Tân top 1, Khải top 2. Rồi mì cây thì đa số nằm tục hạng bên dưới rồi. Không biết thì trong thời gian này thì mì cây đánh như thế nào không biết thì mình cũng không rõ. Nhưng mà đang đa số bị tục hạng trong thời gian này. Rất là đáng tiếc. Mong rằng anh ta sẽ cố gắng đánh tiếp tục những trận tống kim về sau. Bây giờ Khải sẽ show đồ anh em xem nha. À, nói chung là ở video này thì Khải cũng vừa xem và vừa like cho anh em xem luôn. Nhìn sơ qua cái đầu tiên chúng ta sẽ đổi cái vũ khí. Vũ khí thì hiện tại ông mì cây này là giỏ đan nha anh em. Đang chuẩn bị mình một cây vũ khí kháng lôi 27, sinh lực 58. Nếu đi cây vũ khí này phải mang thủy, áo và gia truyền. Thủy đang có cho mình một gia truyền thủy kháng hỏa dùng 2 và sinh lực 131 khá là cao. Gia truyền không có kháng tất cả. Một áo ui sinh lực cao, ông này giờ đang biết cách build đồ anh em ơi. Bận đồ sinh lực rất là tốt. Võ đan thì chỉ cần sinh lực đẹp thôi anh em ơi. Còn nội lực thì nó tăng vào cái chống phái với lại tăng nội công thì nội lực lên rất là cao. Nên là Khải nghĩ ông này build đồ một cách rất là chuẩn. Theo cái kiểu này thì ông ta đang đi phá hành theo vũ khí mộc anh em. Phá hành vũ khí mộc và nón mộc. Khăn lôi, lấy cho mình khăn lôi được 36 rồi, 46 khăn lôi rồi. Và cái này là thủy kháng hỏa được rồi. Và một cái đai lưng sinh lực cao, trường hóa sát thương 5, sinh lực 110. Bằng đồ sinh lực quá chất. Nhẫn sinh lực 136. Ây xa, quá ok. Nhẫn sinh lực này cũng quá đẹp rồi. Nói chung là tiếp tục chúng ta sẽ đến bao tay. Bao tay anh ta trang bị cho mình kháng hỏa. Đó, anh ta đang mang theo kiểu là kháng lôi 2 món và kháng hỏa 3 món rồi. Ngọc bội là lấy cho mình chón 40. Ngọc bội lấy mình dùng chón 40 để đặt móc chón 40 thôi. Không, kháng lôi không được cao nhưng mà quên chón không được cao. Kháng chón chỉ được 40 thôi. Kháng hỏa thì cực kỳ cao. Một cái nhẫn có cho mình làm chậm 40. Ai xà, cái nhẫn cũng khá là đẹp luôn em ơi, sinh lực 83. Dạng nhẫn này cũng dạng là nôm 1 rồi. Chón nhẫn chón 40 này. Ngọc bội chón 40 này. Là đặt móc chón 40, làm chậm chón 40 thôi. Và ngộ một cái dây. Dây lá cho mình tóc 38. Chỉ được một cái tóc 38 thôi. Cái dây này thì không được gì anh em ơi. Tại vì nó không có kích được cái dòng nào cả. Chỉ kích được dòng kháng độc 2 thôi. Nhìn sơ qua tổng quan thì chúng ta thấy thì anh này mang kháng lôi khá là đẹp. 19 với cái này là kháng lôi được 47, 46 rồi. 46 kháng lôi. 46 kháng lôi. Rồi kháng hỏa thì 19. 17 là 36. 36 với cái này là 46. 46 với là 7 nữa là 53. 53 kháng hỏa. 53 kháng hỏa. 53 kháng hỏa từ bao tay, áo và gia truyền. 53 kháng hỏa. Và kháng độc thì cũng gọi là sơ sơ thôi, không có nhiều lắm. Đa số đồ anh ta sẽ lực khá là nhiều. Ông này biết cách build đồ rõ ràng á. Ngọc bội thì hơi tù một tí, nó chỉ có một mình dùng chóng 40 thôi mà. Ngọc bội không có gì cả, chỉ một mình chóng 40 thôi. Đó. Chung là tùy ra set đồ này thì tính ra ông này BK tống kim cũng khá ok. Tống kim đa số cũng nằm trên được ở top 2, 3, 4. Rồi đến top 10 cũng khá ok rồi. Tối nào cũng top tống kim. Nói chung là đã đánh là phải top. Đó. Như anh em nhìn sau qua ông này đang top 1 rồi nè. Top 1 server. Khải đang nghĩ ông này đang khoảng cấp 99. Cấp 99. Khải thì top 2. Khải top 2 nha anh em, tại vì nó bị lắc hạng thôi. Khải 98 rồi, gần 99 rồi, nó bán mới 96 rồi. Rồi. Nói chung là anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ cũng như ủng hộ mì cây và đăng quyền. Một like và chia sẻ đỡ anh ta cố gắng đánh tống kim hơn nha anh em ơi. Nói chung ok, anh em xem đừng quên đỡ lại một like nha. Đó, nói chung là cái này Khải làm video thôi anh em ơi. Cái gì những video sau Khải sẽ cố gắng sau những cao thủ top 10 server và những cao thủ tống kim cho anh em xem sơ qua. Tại vì cũng khá nhiều anh em hỏi này nọ thì Khải cố gắng làm clip cho anh em xem. Tại vì muốn làm thì cũng phải có thời gian anh em ơi. Rồi hỏi hàng người bên kia có đồng ý cho sau đồ hay không nữa. Chứ đâu phải mình lù lù mình sau đâu anh em. Dạ nha anh em ơi.